Trần Thành rất hay, cơ hội vào. Đó là Hà Đức Chinh. Cuối cùng thì đội tuyển U20 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng vào lưới U20 Argentina đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-4 cho Việt Nam. Bàn thắng đến sau những pha phối hợp rất ăn ý của cầu thủ U20 Việt Nam. Hà Đức Chinh đã thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương rất hay trước khi đánh bại thủ thành Franco.